Tổng thống Barack Obama nói rằng với sự giúp đỡ của các công ty tư nhân, Hoa Kỳ sẽ đưa con người lên sao Hỏa vào khoảng những năm 2030. Trong một bài đăng trên CNN.com, ông Obama cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã làm việc với các đối tác thương mại để xây dựng môi trường sống mới có thể phục vụ con người thực hiện các sứ mệnh trên vũ trụ trong thời gian dài. Nhưng ông Scott Pace, một cựu nhân viên điều hành tại cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA, nói việc đưa người trở lại mặt trăng thay vì đi đến sao Hỏa sẽ hợp lý hơn cả về mặt thương mại lẫn về hợp tác quốc tế, ông Pace nói. Có thể tưởng tượng được việc đưa các phi hành gia lên quỹ đạo quanh sao Hỏa, có thể tưởng tượng được việc ghé vào các mặt trăng của sao Hỏa vào thời điểm đó, nhưng tôi nghĩ có những thách thức lớn về kỹ thuật và về ngân sách cho việc chế tạo phương tiện để đi xuống bề mặt sao Hỏa tồn tại ở đó, rồi bay lên để quay về. Tổng thống Obama nói thận trọng rằng sẽ phải mất nhiều năm để chuẩn bị cho một chuyến đi đến sao Hỏa, trong đó có cả việc giáo dục những người lao động thuộc thế hệ tiếp theo là những người sẽ giúp biến chuyến đi thành hiện thực. Ông cho biết vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn trong chương trình không gian sẽ dẫn đến những tiến bộ khoa học mới và mang lại hiểu biết tốt hơn về loài người và môi trường của trái đất.